đây là đường Lê Trọng Tấn này. Bây giờ chúng ta rẽ vào cái đường này đi. Xin chào tất cả các bác. Các bác đang đến với chuyên mục chung cư của Lego Now. Và chúng tôi đang trên đường chạy vào cái khu nội khu của khu công nghiệp Tân Bình. Phía bên phải các bác ấy, đó chính là cái khu công nghiệp Tân Bình đấy. Một trong những cái khu công nghiệp lớn nhất ở trung tâm Sài Gòn. Đấy, rất là to nhá, khu này cực kỳ to luôn. Thì trên thủ đang ở khu vực này. Thì tôi muốn giới thiệu cho các bác một cái chung cư khá mới. Hình như là mới xây các bác ạ. Đó là cái chung cư Sơn Kỳ 1. Và nó nằm sát với khu công nghiệp Tân Bình luôn các bác nhá. Khu công nghiệp Tân Bình thì các bác có thể, nếu mà các bác Google thì các bác biết rồi đấy. Nó cực to luôn và cực hoành tráng luôn. Đấy, đặc biệt là cái khu vực này là công nhân ở cực kỳ đông. Đấy. Còn đây, cái chung cư mà tôi muốn giới thiệu cho các bác đây. Đây là chung cư Sơn Kỳ. Và nó nằm thuộc cái quận Tân Phú các bác nhá. Phía bên này Tân Bình, phía bên này hình như là thuộc Tân Phú đây. Rồi. Thì chung cư này thì nhìn thì cũng khá đẹp. Nó cao khoảng 10 tầng các bác ạ. Cao khoảng 10 tầng. Nói chung cũng có chút không gian đấy. Nằm sát với khu công nghiệp. Cho nên là cái giá của nó thì chắc nó cũng tầm khá cao đấy. Nhưng mà nó rất phù hợp cho những cái bác nào làm ở những cái khu công nghiệp như là khu công nghiệp Tân Bình hay làm ở khu vực Tân Phú chẳng hạn. Thì hai khu cái khu quận 10 ấy thì các bác ở khu này cũng được. Thì mức giá của nó thì chắc khu này thì chắc tầm giá tầm thuê khoảng tầm 4 triệu đến tầm khoảng 6 triệu ấy, giá thuê mấy cái khu này á. Giá mua thì chắc tầm khoảng 1 tỷ đến tầm khoảng 1 tỷ rưỡi mấy cái chung cư ở đây. Đây là chung cư Sơn Kỳ nhá. Thì đây là chúng ta đang chạy một vòng quanh cái chung cư này đấy. Chung là chung cư này thì về cái quy mô của nó thì cũng khá lớn đấy. Thiết kế thì cũng rất là đẹp. Nói chung là gọn gàng, sạch sẽ. Mật độ thì cũng vừa phải. Đấy, hình có cái ban công to đẹp nhỉ. Ở đây là cái trung tâm của nó này. Nó là để xe dưới tầng hầm đấy. Để xe dưới lòng đất đấy. Người ở khu này thì người ở đông cực kỳ luôn á. Chung cư ở đây thì nếu mà làm chung cư ở mấy cái khu vực này rất là đắt giá. Người ta mua rất nhiều. Nhiều lắm. Đây đây có cái công viên của cái chung cư Sơn Kỳ này các bác. Công viên ở đây cũng lớn phết đấy. Nói chung khu này là cơ bản là có không gian. Nếu như các bác nào mà làm cái mức lương vào rơi vào tầm khoảng tầm mười mấy triệu, 20 triệu là ở khu này là có khả năng ở rồi. Hai vợ chồng tầm khoảng tháng 30 triệu là ở khu này phá tê. Phá tê nhá, thoải mái. Đây là có cái chung cư Sơn Kỳ 2 này. Sơn Kỳ 2 này thì cũng mới luôn. Đẹp chưa? Thì sát khu công nghiệp thế này thì những cái bác nào mà làm ở khu công nghiệp ấy, làm ở mức quản lý ấy, làm lương cao cao ấy, thì ở khu này thoải mái. Sơn Kỳ 1, đây có sân tennis này. Wow, khu này ngon đấy chứ. Đẹp. Sơn Kỳ 1. Vào bên trong luôn đi, thử coi thế nào. Chỗ này thì nằm rất là gần với cái cậu Aeon Celadon, Celadon City ấy. Nó cũng khá gần đấy. Trường học, đồ bưu điện, đồ siêu thị. Khu vực này thì nói chung là đầy đủ cả các bác nhé. Nói chung là về hạ tầng thì khu này ok, quá tốt. Có mấy cái siêu thị nhỏ này này, cũng hay đúng không?
Đây có cái siêu thị Co-op Max này, nhỏ nhỏ, Co-op Food thôi. Cà phê, cà pháo, vui vẻ đấy. Đây là lối vào, lối ra luôn. Khu này ở đông lắm rồi đấy. Khu này được cái là cái ban công phải nói rằng là rất rộng, rất là to. Ban công to. Đây thì tôi giới thiệu cho các bác biết cái chung cư Sơn Kỳ 1 này nó là như thế nhá. Thì bác nào mà có nhu cầu thuê ở đầu tư gì khu này thì tôi nghĩ rằng là quá ngon rồi đấy. Đầu tư khu này cũng kiếm được lời đấy. Lời nhiều luôn ạ. Khu này thì chắc chắn rồi. Chúng ta mà đầu tư nó mà chúng ta cho thuê thì sẽ không bao giờ lo đến cái việc rằng là không có người thuê. Hạ tầng của nó hoàn thiện. Mọi thứ nói chung là hoàn thiện rồi. Ồ, có chiếc Z4 là ngon chưa? Chiếc này tầm khoảng 4 tỷ các bác ạ. 4-5 tỷ. Z4 BMW kép. Một chiếc xe thể thao cỡ nhỏ. Rồi, cảm ơn các bác nhé.